Tử này á, con coi cái tướng rất là giàu phải không? Mà gặp thầy pháp hoài với ông Nhật Từ là xong. Mai là gặp mình. Con phải bi Chí Dũng nè con, còn chỉ bi không mà. Con thiếu Chí với Dũng. Họ Thiên là phải có Chí có Dũng, phải lanh lẹ cho mấy đứa này nè. Không có bị gạt. Ở đây thụ chừng 3 tháng thay đổi liền. Con sợ con nghe nói nếu mà tại vì con đi, con nói đi 35 ngày mà con đi 3 tháng á, Mỹ không có cho con vô lại á, mặc dù visa con là 1 năm nhưng mà mình không có thành Phật á sư phụ. Bây giờ con cứ đi về bển rồi sao mấy con đi qua lại liền. Dạ. Qua ở cái này là qua đây ở gần trên này nè, thì không có chỗ ở. Con phụ cho con ở nha sư phụ. Những cái quỷ ma mà nó hiện hình hay là nó phá người nhiều quá đó, nó cũng bị thiên lôi đánh đó, là tiêu sát tiêu hồn. À, đúng rồi, thiên lôi mà đánh cái là mất luôn á, là tiêu sát tiêu hồn. Nhưng có những vị thầy pháp hay là những vị thầy những cái đó, rồi họ thư họ ém, họ thư có một cái câu chuyện cái bà đó bà rất là giàu, nhưng bà rất là tin bạn của bà, bà cho bạn bà mượn tiền, mình lúc bạn bà không mượn thì không trả tiền á. Bạn bà liên ngược lại còn đi mướn một cái ông này pháp đi thư nữa, mà thư xong á cái hồn của bà về, cái hồn bà về để nói là bị chết quan, bị người ta thư ém chết. Vậy mà ông này pháp nó tiếp tục đi ra cái mộ á để mà làm cho cái thằng hồn á nhốt cái thằng hồn này luôn, không có được đi lên về nhà nói chuyện nữa. Họ làm được á thì con nghĩ thử. Cái linh hồn là một cái mạng sống vĩnh cửu, giống như kinh Chúa nói linh hồn bất tử, nhưng một phần rất là lớn là đúng, nhưng một phần sai cái đó là khi bị thiên lôi đánh hay là bị gọi là cái câu thuộc thường nói cái thời đại này là những cái người quá ác mà gọi là không có còn sửa được nữa là tiêu sát tiêu hồn là có thiệt á, là mất luôn. Cho nên chúng ta đó đừng có sợ mất cái xác phàm, chúng ta chỉ sợ mất cái lương tâm của chúng ta. Khi mất cái lương tâm của mình là mình có thể là mình biết mình sẽ đi về đâu. Mỗi một ngày mà mình làm bao nhiêu chuyện ác thì mình biết là mình sẽ đi xuống địa ngục bao nhiêu cái ở tầng số mấy vậy? Nó có một số sẵn, mình đâu có cần phải chết mới biết đâu. Có thể biết ngay trong lúc này luôn được. Tại vì cái đệ tử này ở Việt Nam cho nên gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh và những người xung quanh đa số là người lừa gạt. Con qua Mỹ con không có gặp cảnh lừa gạt. Ít cũng có, không phải mình nói hết nha, nhưng mà ở đây đâu có. Ở Việt Nam quá trời. Chị cũng ở 3 tháng, bây giờ chị chơi xong rồi chị đi về, rồi chị qua lại là chị ở cho cái hết visa, gần hết visa là được đó. Còn mình gia hạn được không? Dạ, cái giày nè, lần đầu tiên anh apply á, anh xin 35 ngày thì anh nên đi đúng 35 ngày thôi, nhưng mà nó cấp cho anh visa 1 năm rồi. Anh về xong rồi anh qua lại thì nó sẽ không có cao, nó sẽ cao cái anh về qua lại thì anh ở cho tới cái sắp tới cái ngày visa rồi anh về cũng được, nhưng mà nếu mà đừng có để gần quá thì lần sau á mình renew nó không có cho, nên mình để gần rồi mình đi về rồi renew cái là rất là dễ. Ý chị nói là lần thứ hai em qua là em ở nha, yeah, chị ở 3 tháng rồi. Chị đi về xong chị ở 3 tháng. Lúc con phỏng vấn
lớn ở ngoài phi trường á, là họ hỏi con kỹ lắm á sư phụ. Rồi. Mà con chứng minh được á, họ hỏi con là qua đây làm gì, con nói con đi du lịch, cái họ nói đi du lịch ở nhà ai, rồi hỏi con đi du lịch chỉ có mua vé nội địa chưa, đi tới đâu, cái mà đúng là con chuẩn bị, con có mua vé nội địa hết trơn rồi, con show cho họ coi, rồi con show luôn cái vé con quay về Việt Nam cho họ coi, họ đâu có cực mà con đi về. Thì ý con nói là người thật việc thật á sư phụ. Là nếu mà lần sau con nghĩ con cũng muốn ở đây 3 tháng. Mà giờ con nói con đi du lịch, con sợ ta hỏi ủa mà đi du lịch gì mà 3 tháng. Không biết ở đây làm chui, làm mướn gì mà con sợ là người ta lại cắt con không có cơ hội gặp sư phụ nữa. Thì ra con sợ. Cô sắp về Việt Nam mà không có. Dạ, thì đó. Thì đó, thì con nghe mấy người ta nói đó bạn. Cô đang chờ dân ho. Dạ. Dân sắp sửa ho. Dạ. Hôm bữa con ngày 30 tháng 4 á, con cũng nghe lời sư phụ, con cũng khấn á. Con lại nãy giờ thấy nó về rồi sư phụ. Ở về hả? Dân khổ lắm á sư phụ ơi. Dân khổ lắm hả? Dạ. Con nói trước là mà cho thương nước Việt cho nên mới lộ cơ mới nói. Lộ cơ con biết là cải mệnh trời không? Sư phụ ấy sinh cha dữ lắm. Sư phụ bị bầm dập hết đổ máu này tới chuyện kia hoài. Làm nghiệp chúng chắc nó mỗi lần thụ đổ máu hay là chuyện lớn con biết không? Là trên nó động tới biết bao nhiêu tầng trời, là khi ví dụ như 3 tháng mình xin nhiều quá, xin trên online, xin trên điện thoại, ta nhắn tin, xin kiểu này sớm hay muộn cũng có đổ máu, máu đó thiên tử mà đâu phải máu thường đâu. Máu thường đâu có giống như máu mấy con, phần nửa người phàm, phần nửa đâu phải người phàm. À, báo cũng lạ lắm. Mà con thấy những người mà biết đến sư phụ mà tin cha mẹ là những người người ta thật sự người ta vô đường cùng rồi đó sư phụ. Còn cái thành phần mà nằm dùng mà đang ép không dám xô ra thì cái đó con không biết. Nhưng mà cái cho con trong cái group á là con thấy mấy anh chị em cũng nghèo khổ, cũng tội lắm đó sư phụ. Ở đâu? Ở chỗ Việt Nam á sư phụ. Tội lắm hả? Dạ. Họ đi kiếm ăn, họ buôn bán từng cái chút xíu mà cũng mất mùa rồi cũng tội họ lắm. Còn cái đối tượng mà họ có tiền mà họ theo cha mẹ thì chắc họ đang nằm dùng, con không biết. Có một cái đệ tử mà làm ở bệnh viện đó rồi cái tự tử chết á. Bữa đó cuối... À con biết cái chị đó là bệnh viện ở dưới quê á, vì cái bệnh viện nó không có thuốc thang đủ á. À, thấy dân khổ quá, cái buồn quá, tự chết nữa. Dạ, nó như vậy đó. Sao như đâu Phật? Vô tới bệnh viện mà không có tiền chi cho bác sĩ tá là thôi, không là coi như nằm chờ chết luôn. Nhưng mà bởi nó quan trọng nhất bây giờ đừng có ăn chất độc. Tại vì mình sắp sửa qua được cái bỉ cực rồi, mà tự nhiên bây giờ bị bệnh chết xỉu rồi. Mà lỡ như bệnh mà ai mà khám ra còn mình chỉ qua Mỹ, chị không có bảo hiểm à. Ở Sài Gòn bây giờ chị cũng đâu có đủ thuốc phải không? Dạ không có. Mà có người ta còn không có tiền để vô bệnh viện luôn đó sư phụ, khổ tới vậy luôn đó. Thôi biết được á, mỗi một ngày á, là có khoảng 1-2 nghìn người trên nước Việt bị chết. Chết vì đói, thiếu dinh dưỡng, chết vì thiếu thuốc men, thiếu tiền bạc, khổ quá. Mấy nghìn người vậy, một cái xã hội mà chết mà âm thầm thôi. Là cái dân số 100 triệu người chết mấy nghìn người đâu nhầm gì, giống như giờ con có một đống cây dài ba bụi nó bị đổ xạo. Cho nên nhưng mà một cái xã hội như vậy họ không có thông tin lên đâu. Ở Mỹ này nếu mà cái đó gọi là chuyện khủng khiếp của Mỹ thì báo đài đổ đăng lên dữ lắm. Mà Việt Nam đâu có đăng lên. Thấy cái núi cấm mà bị mấy tiếng động nổ vậy, mà cái núi có cây mà làm sao mà sạt lở mà ba núi luôn á, mẹ má ổng không có đài nào mà lên hết, chắc bác trọng sợ đức thầy á. Dạ sợ đổi đời không có còn. Sợ hả? Dạ bác trọng sợ đảng, sợ đức thầy bảo vệ, à. Phải bảo vệ cho đảng chứ sư phụ mấy người. À, bác trọng gì à, bác gì bác trọng cũng ít nhiều cũng nể sư phụ chút á, nói hằng nãy nói chút quá ta ba tiếng sạt nổ. Cho nên bác trọng sợ đức thầy xuất hiện cho nên không dám cho đại nói cái vụ này. Chứ tôi thấy cái chuyện kinh hoàng vậy á. Mà cái tức cười nữa, núi mà lại lũ lụt.
chứ đâu phải là lợi dưới đời dưới đất thấp mà lũ lụt đâu. Những chuyện to lạ lùng không ạ. Ngồi đây đứa nào muốn lên xe ăn uống thì cứ tự nhiên nó nghe, đừng có ngồi đây ngồi lạnh á. Đứa nào muốn về thì cứ về. Sư phụ ở trên thiên đường á có biển chạm sư phụ. Có. Tiên mặc áo mà giống như là công chúa vậy thôi. Giống như đó đủ màu. Nhưng mà quần áo ở trển là do mình biến ra, mình có phước mình biến ra. Ở trển không phải xài tiền mà xài phước. Người nào có phước cao á thì người đó được nhiều cái tiêu chuẩn cao hơn vậy đó. Mà phước là từ đâu có phước, không có lấy, không có ở trển khó tu lắm, chỉ có xuống đây nè mới tạo phước. Những gì Phật, những gì Bồ Tát á, đều đi xuống thế gian này để tu. Sư phụ ơi, nếu mà ví dụ con mà được dạy trời á, mà con đừng có làm được nhỏ, con ở cái tầng thấp á, thì con có được thấy cách vị trên cao hay không? Hay là con phải ngồi ở tầng đó con tu tiếp hả sư phụ? chưa có gì chứ mà đòi tiêu chuẩn được gì rồi. Thì trước tiên ha, con nhìn thấy tâm con còn loạn, cứ gắng đọc kinh ngồi thiền. Dạ. Rồi cứ nhịn nhục đi, rồi chờ đức thầy xuất hiện, chờ thêm một cái tiếng nổ nữa của núi cấm nữa, thì lúc đó cuộc đời con sẽ thay đổi lớn. Thằng nào mà ăn hiếp con sau đó thằng đó hối hận. Tôi thấy con cũng ngầu lắm. Là bằng con người đó sau này sẽ hối hận. Thì sau này cái thế giới chỉ là người hiền mới tồn tại. Dĩ nhiên là những người hiền mình chụp những người hiền này. Khi mà cái người hiền mà hôm nay á, là bị cái người dữ lấn ép từ góc tường, nên giống như kiểu ông Trump ăn hiếp vậy. Đến khi mà cái thế giới sau này nó công bình lại, thì người ác không còn có chỗ đứng. Thì những người hiếp con có phải là phải hận không? Không có chỗ đứng nữa. Xã hội không có trước chấp những người đó. Mấy ngày hôm nay thì nó cũng tức cười. Mấy cái miệng rộng mà mấy cái đài truyền thông ở Mỹ này nè, nó còn nói bây giờ vô miền Nam 55 năm không làm được gì, làm tan nát đất nước thì thôi mình chia lại di tiết 17. Mà nó là người quốc gia hải ngoại mà nó còn nói những câu đó là mấy thằng đó mấy thằng ẩu tả. Trong mắt sư hữu mấy thằng đó là chẳng ra gì hết. Không có, bây giờ con kêu một cái thằng mà thua trận mà còn mà chia lại di tiết 17 cái chuyện vô lý không? Ở trên sư hữu có hỏi câu này lâu lắm, bây giờ sau này nó sẽ thế nào? Đa đảng hay là chia di tiết 17? Nó còn muốn đa đảng hay không muốn di tiết 17 hả? Cái tâm của họ đã là đảng rồi, đã là ác rồi, để cho họ giết nhau nữa à? Làm sao mà lập được cái hội Long Hoa, làm sao gọi là thời vàng kim cả một cái dân tộc thành cường quốc được? Mà hôm nay những cái đài của ở Mỹ này nè, mấy cái đài rộng miệng á, con nghe con sẽ bị hiểu. Thôi thì mình chia giới tính 17 á, mình đa đảng, mấy thằng đó mới là cộng sản thứ thiệt á. Có đài nói vậy. Đây mấy vị nói cái thời vàng kim tức là nguyên cái đất nước thanh bình, nguyên một cái dân tộc hiền hòa sẽ thành cường quốc. Vậy mà cho phân nửa mấy thằng con của Mai Dương đi về miền Bắc để nó tiếp tục nó ăn hiếp con của Phật nữa, thì đâu gọi là gọi là thời vàng kim. Vậy không có nhiều thằng vô minh nó vẫn còn tưởng tượng ra vậy, cũng gọi là cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Cờ tàn rồi đó để tính thấy là vô minh, niệm phải vô minh lắm.
Đức Thầy đã nói khi cái thời Long Hoa lập hội, Minh Dương về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt cả nước nha, mà giờ chia về tướng 17, ok rồi, còn mười mấy quỷ, quỷ viên, quỷ chính trị, quỷ này quỷ kia đi về miền Bắc, còn mình chia ra hai nước hai miền nữa, thì làm sao mà gọi là thời vàng kim cả một dân tộc thành cường quốc được? Nó còn giết nhau tiếp tục tranh đấu nhau nữa. Nên là hôm nay mấy con mà nghe mấy cái đài đó, mấy con comment, mấy con chửi đó, mày đúng là siêu ngu. Bộ tao nói là thời vàng kim được việc thành cường quốc mà, người Bắc cũng như người Nam, người nào có tâm thiện là sẽ góp sức cho quốc gia. Con có đảng viên hay là con quá khô, hai thằng mày không còn được nghe lời của Nguyễn Văn Thanh nữa. Hai thằng mày phải chơi nhau với anh em, rồi hai thằng mày ra ứng cử, hai thằng mày không có còn nhớ chuyện cũ nữa. Đảng viên cũng là nắm chính quyền, HO cũng nắm chính quyền để giúp dân, không còn chia rẽ nữa. Đó là thời đại vàng kim vậy, không có phân biệt, chỉ có tính là người nào quay đầu không quay đầu. Gần đây mấy vị nói sau này nè, trong những tháng kế tiếp là hiện giờ đó, bữa giờ mà 2-3 tuần con thấy đảng viên qua kiếm phụ ở trên núi quá trời nữa. Rồi trong tương lai nữa, mà con thấy người nào mà quay đầu con cứ chặn nó lại tử đi, mấy người đảng viên này sau này sẽ giúp con nhiều lắm. Họ đã chán quá rồi, đều biết gì đó. Cho nên trong hàng ngũ họ thiên của chính phủ ít nhất là cũng có mấy trăm đảng viên, còn con đảng viên cũng có mấy trăm đó. Ở đây nghe chứ không nói Việt Nam không tính, Việt Nam quá trời luôn, thường có bà đệ tử là làm trong quốc hội Việt Nam á, bà lén lén qua đây lên núi lén lén, cái phụ nhận thôi đi. Cậu Vũ đang đảng viên, Vũ đang làm trong quốc hội của Việt Nam mà nhận, tự nhận đi rồi khấn cho con được cái chức này. Cái đồ coi cốt bà, ô bà này là bà tiên ở tầng trời thứ 7, đảng viên cũng có là tiên đầu thai vô nữa. Tại vì ở lúc mà cái thời mà Thanh Lộc á, thì sau này những người đó sẽ giúp Đức Thầy nhiều lắm, giúp sư phụ có ngoại dĩ nhiên rồi. Chúng mà trong hết sư phụ không có đảng viên, chỉ là hiền với dữ. Bởi vì ủy ban phát ngôn này chưa hoài, mày là dân cộng hay mày quốc gia? Tôi không dân cộng, tôi mối hàng. Còn mấy ông á, cực đoan, mấy ông có vỏ mồm thôi, mấy ông làm được gì cho dân? Thấy vỏ mồm nhiều lắm, miệng rộng lắm mà. Khẳng mấy ông khẳng cho thằng Nga mà đừng có chiếm được nhiều hàng, mấy ông làm được không? Mấy ông khấn cho nước Việt Nam đừng có bị Covid chết hàng triệu người nữa không? Tại lúc đó Trung Cộng nó bị khủng khiếp, nước Việt mình bởi vì nó là bị đứng hàng thứ nhì á. Chứ bộ bên đây khoảng muốn sốt chán luôn, xin cha, xin mấy chư Phật. Rồi mấy ông một cái nước Việt á, mà cộng sản như vậy mà hôm nay dân vẫn còn iPhone 14 xài. Mà mấy anh so sánh đi, Cuba với Bắc Hàn á, cũng như nước Việt thôi, như Lào vậy đó. Thấy tụt hậu không? Thấy cũng là nhờ chư phụ khắc để mà chết không chết, sống không sống, dở dở ương ương. Nước Việt mình là kiểu như vậy đó, được phong lại phải không? Ok, mà chết không chết, sống không sống. Rồi hồi buồn đó là hồi xưa dạng đại gia, có mấy triệu đại gia cấu kết với mấy thằng có chức quyền đảng viên ở cấp trên đó, để mà làm ăn thuận lợi cho mình đó. Thì đến lúc mà sư phụ mà lên trên đài nói để mà kêu thịnh thiên á, thì cái số đó đang ăn trên ngồi rồi đang ngon lành phải không, đang chạy xe xịn đồ nhà xịn đồ, không có chuyện thay đổi. Thì thời đó họ chưa chịu thay đổi, họ nói không thay đổi, không thay đổi là cho sạch túi. Nếu mà mấy triệu người đó mà thời 5 năm trước 19-18 mà thay đổi thì hôm nay là mấy người đó lại giống như là đánh bài poker là được giàu thêm vậy đó, được trúng ba vậy đó. Tức là họ có dốt rồi, họ thượng thiên thời đó họ giàu thêm, nhưng mà vì họ không có chịu chú ý nghe sư phụ nói, cho nên họ nghịch thiên, họ cứ làm cho đi đình trệ. Cái tâm của họ không có chịu tu, là mấy triệu đại gia. Mà hôm nay những cái đại gia đó là bị cái quả mấy vị nói là sẽ bị sạch tối,
con nói nó không nghe thì hôm nay phải cho nó sạch tối, lúc đó nó mới khổ. Nhưng mà cái khổ nhất vẫn là một số lượng người nghèo sống qua ngày ở hè phố, số đó sẽ chết trước. Tại vì bây giờ là từ trên tỷ phú của Việt Nam cũng không dám xài tiền, người ta chung phú không cho ra tiền, người ta hạ phú không cho ra tiền, người ta bình dân giàu không ra tiền, người bình dân trung bình không ra tiền, bình dân nghèo cũng xài tiền. Rồi làm sao mà tờ giấy số hay những người bán hàng rong ngoài đường mà ai đâu mua. Thế nên cả một cái quốc gia bây giờ đi dòng móc cục là gì, cũng là nghịch thiên 5 năm rồi. Nghịch thiên họ cứ nghĩ là họ sẽ giữ được cái đảng, họ nghĩ họ sẽ tiến nhanh tiến mạnh lên được tới xã hội chủ nghĩa, và mỗi người cầm một cái cuốn khổ phiếu mà đi xin cái bánh mì, họ nghĩ họ sẽ làm được chuyện đó. Họ nghĩ họ sẽ từ từ thì cái số hải ngoại này sẽ không còn chống đối, tại mấy ông già HO chết queo hết rồi, gãy hết chết rồi. Thì từ đó đó là cũng giống sẽ đồng hóa cả người hải ngoại thành người cộng sản luôn. Họ cứ nghĩ đơn giản như là đang giỡn, nhưng mà họ không bao giờ. Người tính đâu có bằng ở trên tính, nếu không thì hồi đâu có thầu thai giờ làm người Việt làm gì. Nên cuối cùng bây giờ cũng phải theo Mỹ nghe. Ok, tôi dạy F1 cho tới F10 tức là du học sinh á, mày qua Mỹ đừng có chơi với mấy thằng Coca-Cola nghe, tụi mày ở Việt Nam chơi Việt Nam á, tức là vẫn phân biệt á, à, người Bắc tụi mày á qua không có nói chuyện với mấy dân ở khu Phước Lộc Thọ, khu Vịnh Mỹ Thao nha, à, sợ nhiễm á, nhiễm bơ á, sợ bị nhiễm lắm, nhưng cuối cùng bây giờ mấy ông còn nhiễm dữ, chính phủ đang xin là xin điểm, xin cho chính phủ Mỹ đừng có audit á, ba cái tiền diễn lậu qua Mỹ. Mở ra tập lum chứ, mở ra máy trong khi dân đang đói, trong khi cả đống danh tài ca sĩ Việt Nam lo cho nước Việt giờ đang đói không lo, cứ lo tối cái ngày đi quảng cáo bà cái máy mà đắp bóp được không ạ, đó là tiền rửa tiền không á, không nói tên nó nghe, nó tên đụng chạm. Sư phụ, vậy những người mà ta làm ngân hàng á, người ta vì công việc người ta phải làm những cái việc mà chuyển tiền lậu cho mấy người đó, thì họ có tội nghiệp, có cái bị tội sư phụ? Đi với bụt mã rồi xa, đi với ma bỏ giấy. Thì con nhìn nó con tiên nghiệp. Tại con cũng tiên nhưng mà ở chung với đóng ma quỷ không, con cũng gọi là tiên, là tiên tà. Tà mà là cũng còn đỡ, hôm nay quay đầu rồi đỡ rồi, tà chút chút. Con ơi, hồi xưa con tà cũng còn tà chút chút. Một tháng con chuyển cả chục triệu đô cho qua bên này á, từ giờ sư phụ đang khám giùm cho con á, đừng có đợi Mỹ nó audit, nó audit là con mệt. Mỹ này hay lắm, trăm năm á nó tính tiền lời tiền ấy ra, nó lấy sạch luôn á. Vậy là con cũng cộng nghiệp luôn á sư phụ ha, giúp cho họ. Thường á, giống như thì công việc con phải đi làm á, con công việc con bắt buộc con phải làm á. Trên đời này không có gì gọi là bắt buộc hết trơn. Mình thấy cái đó, mình làm cái gì á mà có lợi cho nhiều người, mà đừng có hại cho một người nào thì mới gọi là làm lợi. Còn thí dụ mình làm một cái lợi rồi cái có hại với một người kia đau khổ, tại họ sẽ một cái bị mất phương thoát, thì mình mới có cái lợi của mình. Rồi cái mình lấy chút cái lợi đó, cái mình đi làm một đống từ thiện, nhưng mà mình đã làm hại một người khổ, thì con nghĩ cái đó có công đức không? Cho 100 người sướng mà một người khổ cũng chẳng có công đức. Nghiệp là tính theo cái nào ra cái đó, à, là phải trả cái nghiệp đó. Còn cái chuyện công đức, mà công đức đó công đức giá díu để mà gạt cái lương tâm mình á, thì cũng chẳng có nhiều công đức. Giờ có những người trừ khi quay mà quay luôn thật sự á, như kiểu ông La Sát mà giết người á, rồi quay luôn theo Phật thì tu thiệt luôn á, thì quá mai. Còn mà quay rồi cái mai mốt làm tiếp rồi cái giá díu rồi cái làm từ thiện, tức là vừa một tay vừa tạo công đức, một tay vừa dắt cái nghiệp vô lưng đem về nhà chất cả độc.
Ok mấy con ngồi đây hoài sao, vô xe hay sao? Sao chứ sợ vô xe đông quá. Cũng không bằng ngồi ngoài này thôi, ngồi đây lúc mình đi về luôn. Mấy con muốn chừng nào về? Chắc đi về. Ok, lên xe ăn cơm đi. Mình đông quá.